Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức bài 45 luyện tập trung tiết 2. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về toán lớp 2 sách kết nối của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em tìm kiếm với từ khóa toán 2 kết nối Thành Đô Vlog và bài tập toán 2 kết nối Thành Đô Vlog. Bài tập số 1, tính nhẩm. Phép tính thứ nhất là 2 x 1. 2 x 1 bằng 2. 6 chia 2. 2 x mấy bằng 6? 2 x 3. Vậy 6 chia 2 bằng 3. 2 x 7 bằng 14. 10 chia 2. Kem nhẩm 2 nhân mấy bằng 10? 2 nhân 5. Vậy 10 chia 2 bằng 5. 5 nhân 1 bằng 5. 15 chia 5. 5 nhân 3 bằng 15. Vậy 15 chia 5 bằng 3. 5 nhân 9 bằng 45. 18 chia 2. 2 x 9 bằng 18. Vậy 18 chia 2 bằng 9. 5 x 7 bằng 35. Vậy 35 chia 5 bằng 7. 5 x 7 bằng 35. 5 x 8 bằng 40. Vậy 40 chia 5 bằng 8. 2 x 6 bằng 12. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2, tìm chuồng cho chim bồ câu. Chúng ta có mẫu 2 x 2 bằng 4. Vậy các em nối chú chim bồ câu này với chuồng số 4. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha, xem là mình làm đã chính xác hay chưa, có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không. Rồi, các em cùng tham khảo. 25 chia 5. 25 chia 5 bằng 5. 8 chia 2 bằng 4. 2 x 4 bằng 8. 45 chia 5 bằng 9. 2 x 3 bằng 6. 18 chia 2 bằng 9. 10 chia 2 bằng 5. 30 chia 5 bằng 6. 3 tập số 3, có 35 bạn tham gia đi cắm trại. Cô giáo chia đều các bạn thành 5 nhóm, hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn. Các em hình dung, có tất cả là 35 bạn chia thành 5 nhóm. Như vậy mỗi nhóm có 7 bạn. 35 bạn chia đều các bạn thành 5 nhóm. Tức là chia thành 5 phần bằng nhau, ta có phép chia 35 chia 5 bằng 7. Các em trả lời, mỗi nhóm có số bạn là 35 chia 5 bằng 7, đáp số là 7 bạn. Bài tập số 4, các em điền số thích hợp. Trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong thì các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Câu E, 10 chia 5 bằng 2, 2 x 1 bằng 2. Câu B, 5 x 1 bằng 5, 5 x 8 bằng 40. Rồi, như vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.